là bộ phim thứ tư của Katie, thì với vai diễn trong bộ phim Gái Dài Lắm Chiêu thì có thể đây mang lại một sự khác biệt rất là lớn với những nhân vật trước mà Katie từng trải nghiệm. Thì đây là nhân vật có thể nói là đầu tiên với những vai trưởng thành của Katie. Nên là hy vọng khi mà khán giả coi và tất cả mọi người xem bộ phim thì sẽ thấy được sự trưởng thành của Katie. Còn như thế nào thì Katie không thể nói trước được. Và vì tất cả vai diễn đối với Katie đều là một trải nghiệm đúng cái khoảng thời gian trong độ tuổi đó của mình, nên là tất cả vai diễn Katie đều rất là biết ơn nó và trân trọng nó. Có thể đây là bộ phim đầu tiên mà Katie thấy về mặt chỉnh chu của hình ảnh, về ngoại hình của diễn viên rất là, hai anh đạo diễn yêu cầu rất là cao. Nên là đó có thể là một trong những cái khác biệt nhiều nhất mà Katie thấy trong bộ phim này với nhân vật này. Còn về mặt diễn xuất thì Katie không thể nói được. Tại vì một là Katie chưa có được coi phim, hai là Katie nghĩ mình không nên tự đánh giá bản thân, vì mình sẽ không cho cái đánh giá đúng nhất. Chỉ khi khán giả coi hay là các anh đạo diễn nói thì mình nên nghe. Tại vì Katie mới 21 tuổi thôi, và Katie nghĩ rằng cái quan trọng nhất là phải học và luôn lắng nghe những người đi trước mình để mình có thể tiến bộ hơn trong thời gian sắp tới. Vậy thì cái điều gì ở cái nhân vật này và Katie có những nét tương đồng giống nhau để cho Katie cảm thấy tự tin nào? Dạ. Đối với Katie thì Katie thấy rằng Lý Linh và Katie Nguyễn có rất là nhiều nét giống nhau. Katie được sinh sống ở nước ngoài và Lý Linh cũng vậy, cô ấy đi học ở ngoài quốc tế từ khá là sớm. Cô ấy có cái tính độc lập và nói chung là cô ấy có nhiều vấn đề trong gia đình, trong cuộc sống để tạo nên cái tính cách mạnh mẽ đó của một Lý Linh, và giống như một cái con phượng hoàng lửa, luôn luôn cố gắng tỏa sáng hết mức. Và cô ấy phải có rất là nhiều bài học để có thể trải nghiệm và hiểu được thật sự là ở cái độ tuổi đó cô ấy phải thật sự sống cho bản thân mình. Thì sau khi em đóng bộ phim thì Katie thấy rằng Katie học được rất là nhiều thứ từ nhân vật này. Còn để nói mà giống 100% thì chắc chắn là không, mà Katie sẽ thay đổi theo nhân vật từ từ trong khoảng thời gian mà mình nhập vào nhân vật, vào trong khoảng thời gian mình quay phim. Vậy thì ngoài cái việc kịch bản như là mức độ đầu tư của phim này nó chỉnh chu ấy, thì lý do nào khác khiến cho Katie nhận tham gia cái bộ phim này? Bộ phim, cái lời mời để mà Katie nhận để đóng bộ phim này nó xảy ra lúc cái khoảng thời gian Katie đang bị mắc kẹt với cái hình ảnh nữ sinh kẹo ngọt của mình. Nếu mà mãi mãi mình chỉ có thể đóng một vai diễn là học sinh hay là sinh viên thì chắc chắn Katie sẽ không lớn được và không thể trải nghiệm được với nhiều vai diễn hơn. Khi mà hai anh gặp Katie thì lúc đó Katie vẫn là một người rất là bình thường, vẫn là một cô bé 20 tuổi, không có biết gọi là ý thức gì về ngoại hình của mình, hay là biết ý thức về cách ăn mặc thời trang làm sao để có thể toát ra được cái phong khí của một người nữ quyền. Anh hai anh đã dạy cho Katie rất nhiều, và Katie nghĩ cái bài học lớn nhất Katie học được và cái lý do lớn nhất để Katie nhận bộ phim này đó chính là cái trải nghiệm và những gì hai anh có thể thay đổi được trong Katie trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Thì không dám thì chỉ hy vọng là mình có sẽ chỉ hy vọng rằng mình có thể trau dồi nhiều hơn về kỹ năng diễn xuất, thay đổi nhiều hơn về ngoại hình, cũng như là kiểu chủ yếu là ăn uống healthy và tập gym làm sao cho cơ thể có thể săn chắc hơn và mình cảm thấy đủ với bản thân mình là được, và cũng như là hiểu hơn về thời trang và có thể làm nhiều thứ hơn cho nghệ thuật, nhất là điện ảnh của Việt Nam mình. Vậy thì trong cái việc mình làm diễn viên ở cái làng giải trí VBiz thì Katie đã bao giờ nghĩ mình cần phải vượt qua bất cứ một diễn viên nào khác, cho nên là mình chỉ cần vượt qua chính mình? Katie nghĩ quan trọng nhất là bạn phải vượt qua chính mình. Tại vì không có một đánh giá nào khó hơn từ đánh giá tự bản thân mình đưa cho. Và những cái mục tiêu mà mình tự đưa cho mình luôn luôn là cái khó nhất. Nên là bạn hãy tin vào bản thân và hãy luôn luôn cố gắng vượt qua những gì bản thân mình nghĩ mình không làm được. Thế thì chia sẻ một chút về cái năm 2020 của mình diễn ra như thế nào, từ khoảng thời gian nghỉ dịch cho đến cái khoảng thời gian cuối năm nay. Thật ra năm nay là một năm rất là khó khăn cho tất cả mọi người vì dịch Covid cũng như là rất là nhiều thứ xảy ra. Katie thấy rằng mình học hỏi được rất là nhiều, trân trọng những giây phút đơn giản khi mình có thể ở nhà, và cũng như trân trọng những cái giây phút mình có thể gọi là tự do đi ra ngoài đường lúc mà dịch bùng. Và
ngày xưa thì lúc mà mình có thể ngày nào cũng đi chơi được, thấy mình thấy nó rất là bình thường. Tới bây giờ khi mà biết rằng là mỗi lần đi chơi mình phải giữ sức khỏe và mình phải đeo khẩu trang, nói chung là ý thức rằng mình phải phòng chống dịch cho tất cả mọi người xung quanh mình, thì Katie thấy rằng là trân trọng những cái li ti trong cuộc sống mình và luôn luôn ghi nhớ về nó. Dương lịch là Tết Tây đúng không chị? À, Tết Tây chắc khi thì chỉ có một buổi tiệc nho nhỏ ở nhà và coi bắn pháo bông thôi. Khi thì không mong ước gì nhiều cho bản thân hết, vì khi thì nghĩ tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống mình đều là một bài học tốt và nó đều có duyên hết rồi. Nên là Katie chỉ mong rằng năm mới chúc cho tất cả mọi người cũng như bản thân Katie có sức khỏe, đạt được nhiều thứ mình mong ước, thật là nhiều may mắn và luôn luôn tin rằng mình có thể vượt qua bất cứ mọi thứ và tỏa sáng như một phượng hoàng lửa. Dạ. Dạ. Tất nhiên là Katie có rất là nhiều áp lực. Khi mà được đóng bộ phim này với rất là nhiều diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam thì Katie rất là hồi hộp. Vì khi thì không biết là cô chú nói chung là cô chú có khó chịu hay không. Nhưng mà thật sự là khi gặp tất cả mọi người đều rất là dễ thương. Nói thẳng luôn là mọi người rất giống như là gia đình của mình, giống như ba mẹ của mình chăm sóc cho mình. Từ cái ăn của Hồng Vân là biết là khi thì rất là ít ăn, nên là cô Hồng Vân luôn nhắc khi thì là phải uống nước có đủ chất C, ăn trái cây, ít ăn cũng được nhưng mà phải ăn làm sao cho có đủ vitamin trong cơ thể. Cô Lê Khanh thì lúc nào cũng tìm những cái đồ ăn diet để cho phụ cho Katie, tại vì biết là Katie rất là sợ mập. Nói chung tất cả mọi người trong đoàn phim đều rất là dễ thương, và nếu mà có gặp khó khăn trong bất cứ phân cảnh nào, tất cả mọi người, các cô chú đều là những người cho em những cái câu, những cái lời khuyên và những cái cách để làm sao hoàn thành cái vai diễn cũng như là cái phân cảnh nó tốt nhất. Ngoài những cái mà bạn vừa chia sẻ thì trong quá trình quay phim có cái kỷ niệm nào khó khăn thì cho bạn nhớ hơn? Có rất là nhiều kỷ niệm khó khăn. Có thể là nói thật luôn là bộ phim này không có một cái trải nghiệm nào là không khó hết, vì đều là những thứ chưa bao giờ Katie được làm. Ví dụ như Katie rất là sợ độ cao. Thật sự rất rất sợ độ cao, mà bữa giờ là thấy mình sợ càng ngày càng nhiều là mình bị hoa mắt. Hai anh bắt đi ra cầu, cái cầu rất là cao để mà đứng nó mà diễn một phân cảnh rất là khó, rất là sợ. Katie cũng rất là sợ ngựa, cưỡi ngựa, vì Katie sợ những cái thứ mà mình không thể nào kiểm soát được, và con ngựa ở Việt Nam mình rất là cao, sợ té xuống sẽ có vấn đề gì đó. Hai anh bắt đi cưỡi ngựa không phải một lần mà bắt cưỡi ngựa tới 5 lần lận. Tất cả mọi thứ đều rất là khó, nên là tất cả mọi trải nghiệm đều là trải nghiệm tốt hết.